chiêm ngưỡng. HD luôn, full HD không che. PPAP. I have a pen. I have an apple. What the fuck cái gì pen cái apple mà tự nhiên nhảy như cái chuối bị tăng động. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Sao mà còn biết được cái phiên bản do chính người Việt Nam mình luôn. À nè, Việt Nam nước nhiễm chì nè. À đây. À chào luôn nước nhiễm chì người không gì đó đó đó. Nào các bạn xem. Người Việt Nam mà mở lưng lớn lên trên truck. What the fuck man. Đợi tí đi các bạn. Tôi bị lỗi bay ra Facebook rồi. Về Việt Nam nhiễm chì. Nước uống nha, nước uống á nha. Tại vụ C2 á mình nghe mình nhớ đại thôi chứ mình cũng không nhớ nó là cái gì nữa. Đợi tí, bị lỗi rồi. Rồi ok. Và sau khi chỉnh âm thanh thì mình phải vào đây một cái. PPAP. Nhìn như con trâu đánh hút vậy. Tôi có bút chì. Tôi có chai nước. À, nước nhiễm chì. Cái mặt anh em mà lúc nhìn lúng thộn luôn mà nhìn mặt này đúng mắc cười. Tôi có bút chì. Tôi có một cơ thể. Người không nhiễm chì. Nước nhiễm chì. Người không nhiễm chì. Nước nhiễm chì, người không nhiễm chì. Nước nhiễm chì, người không nhiễm chì. Trời nhảy hay phải nồi luôn á các bạn. Còn tiếp theo nè. Thanh niên này nhảy hay phải luôn á. Cái anh này nhảy đúng hay luôn. PPAP. Bây giờ mình lên Google mình tra thử PPAP. Có luôn á trời. Có luôn PPAP. PPAP. Tại sao tốc độ lan truyền từ chào lưu PPAP? Coi thử một tí thôi. Tại sao tốc độ lan truyền khủng khiếp? Khủng khiếp tới mức đó đó. Ông nội lên mạng lát quá, khỏi tắt luôn đi, khỏi trào lưu gì hết. What the fuck? What the fuck? Nói chung kệ mở nó đi. Quanh sông là hạ ai thì các bạn tự biết đi, mình cũng không biết làm nào nữa. Nó lâu quá mình skip qua tí nha. PPAP. Tí đã. Khoảng hơi yếu nha. À đây bắt đầu rồi. PPAP. Mình sẽ kết thúc cái tập phân tích.